Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 1 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Ý cầu nguyện tháng 2 của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y. Lần đầu tiên Vatican tổ chức hội nghị về sức khỏe tâm thần. Đức Thượng phụ Constantinople bày tỏ tình liên đới với người Công giáo tại Istanbul và một số trẻ em tại Gaza được đưa đến Ý để chăm sóc. Sau đây là phần tin chi tiết. Ý cầu nguyện tháng 2 của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, trong video Ý cầu nguyện tháng 2, tháng cầu nguyện cho các bệnh nhân vào ngày 11, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố ý cầu nguyện dành cho những người bệnh nan y và gia đình họ thông qua mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, khi một số người nói về những căn bệnh nan y, họ thường nhầm lẫn hai từ, không thể chữa khỏi và không thể chữa trị được, nhưng họ không giống nhau. Ngài nhấn mạnh, ngay cả khi có rất ít cơ hội chữa khỏi bệnh, mọi người bệnh đều có quyền được hỗ trợ về mặt y tế, tâm lý, tinh thần và con người. Ngài thừa nhận, việc chữa lành không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, nhưng chúng ta luôn có thể chăm sóc người bệnh, vượt về họ. Suy tư về tầm quan trọng của việc chăm sóc giảm nhẹ, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng sự chăm sóc như vậy đảm bảo cho bệnh nhân không chỉ sự chăm sóc về mặt y tế mà còn cả sự trợ giúp về sự gần gũi của con người. Trong khi đó, khi nói về vai trò của gia đình, Ngài nhấn mạnh rằng những người đau khổ không nên bị bỏ rơi một mình trong những thời khắc khó khăn này. Vai trò của gia đình có tính quyết định. Người thân cần được tiếp cận với các phương tiện thích hợp để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp về thể chất, tinh thần và xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco xin mọi người cầu nguyện và cam kết để những người mắc bệnh nan y và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết về y tế và con người. Lần đầu tiên, Vatican tổ chức hội nghị về sức khỏe tâm thần. Tại Vatican, các bộ trưởng sức khỏe tâm thần Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Bộ Truyền thông để tham dự hội thảo đầu tiên dành riêng cho sức khỏe tâm thần và chăm sóc mục vụ. Tham gia hội thảo có các quan chức của Tòa Thánh, đại diện của Hiệp hội các bộ trưởng sức khỏe tâm thần Công giáo và các cá nhân làm việc ở tuyến đầu ở Moldova, Ấn Độ, Nam Phi và các nơi khác. Được ông Anthony Ekbo, Thứ trưởng Bộ Cổ võ sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh nhận xét, sức khỏe tâm thần đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Thánh Bộ sau các cuộc trò chuyện với các giáo hội địa phương trên khắp thế giới, vốn thường nêu lên những lo ngại lớn về vấn đề này. Ngài cũng lưu ý đến mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu, một lĩnh vực quan trọng đối với Thánh Bộ của Ngài. Những lo lắng và khó khăn cụ thể liên quan đến tình trạng khẩn cấp về khí hậu, Ngài nói, có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đức giám mục John Donnan của Hoa Kỳ thì nói, vai trò của giáo hội trong những trường hợp này không thể là chẩn đoán, kê đơn hay điều trị mà công việc phải được giao cho các chuyên gia. Thay vào đó, Ngài nói, giáo hội phải đồng hành với những người có vấn đề sức khỏe tâm thần và đồng hành với các thành viên trong gia đình họ. Ngoài ra là các ý kiến khác về tình trạng trầm cảm, phá thai và an tử, viện trợ cho người tị nạn Ukraine do các diễn giả và nữ tu thuộc một số hội dòng hoạt động trong lĩnh vực y tế trình bày. Hội nghị kết thúc với lời cầu nguyện cầu khẩn Thánh Gioan Thiên Chúa, một vị thánh ở thế kỷ thứ 16, sống ở Tây Ban Nha. Ngài từng bị suy sụp sức khỏe tâm thần cấp tính ở tuổi trung niên. Đức Thượng phụ Constantinople bày tỏ tình liên đới với người Công giáo tại Istanbul. Trong cuộc điện thoại với đại diện tông tòa của Istanbul, Đức Thượng phụ đại kết của Constantinople bày tỏ sự gần gũi của Ngài với những người Công giáo ở Turkey, bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Mary Draperist ở Istanbul. Đức Thượng phụ bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình của nạn nhân trong vụ tấn công, đồng thời tin tưởng vào cam kết của chính quyền trong việc điều tra kỹ lưỡng vụ việc và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn sự sợ hãi và phá vỡ sự chung sống hòa bình của các cộng đồng tôn giáo Turkey. Ít nhất 47 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công do hai tay súng đeo mặt nạ thực hiện trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Hai trong số những nghi phạm bị bắt được cho là có liên kết với nhà nước Hồi giáo, nhóm được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ nổ súng này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong một video đăng trên mạng xã hội rằng tất cả lực lượng an ninh và nguồn lực đã được huy động trên khắp đất nước. Đức Thánh Cha Francisco cũng lưu ý đến vụ tấn công trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói, tôi bày tỏ sự gần gũi của mình với cộng đồng Istanbul, nơi trong thánh lễ đã phải hứng chịu một cuộc tấn công vũ trang khiến một người chết và một số người bị thương. Một số trẻ em tại Gaza được đưa đến Ý để chăm sóc.
Vào tối thứ Hai ngày 29 tháng 1 vừa qua, 11 trẻ em đầu tiên, những người đã bị bệnh và bị thương ở Gaza do cuộc chiến Israel-Hamas đã được đưa đến Ý để chăm sóc vì việc điều trị tại chỗ sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Ở Ý, tất cả các em sẽ được điều trị tại các bệnh viện nhi quan trọng nhất, bao gồm Bambino Gesù do Tòa Thánh điều hành ở Roma, nơi sẽ đảm nhận khâu tiếp nhận và phân loại đầu tiên, cũng như bệnh viện Gaslini ở Genoa, bệnh viện Ristoli ở Bologna và bệnh viện Mayer ở Florence. Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai chiến dịch giải cứu quốc tế cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Gaza. Vào ngày 31 tháng 1, một tàu bệnh viện Vulcano hiện đang neo đậu trên bờ biển Ai Cập sẽ ra khơi để đưa khoảng 50 trẻ vị thành niên đi cùng trên tàu và trong 4 đến 5 ngày nữa sẽ neo đậu ở một cảng trung tâm tùy thuộc vào nơi trẻ em sẽ nhập viện. Vào tháng 2, một chuyến vận tải hàng không sẽ bắt đầu đưa những đứa trẻ khác hiện đang nằm viện ở Cairo đến một số bệnh viện ở Ý. Chuyên mục Suy tư tản mạn. Quý vị và các bạn thân mến, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thật vậy, khi nhìn lại một năm đã qua, những điều chúng ta làm được hay không làm được, tất cả đều nhờ vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài đã ôm lấy cả những khó khăn và đồng hành với ta trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương ban, tác giả Nắng tháng 3 đã chia sẻ câu chuyện Mùa xuân của Đức tin. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu có ai đó hỏi tên của Thiên Chúa là gì, tôi sẽ dùng suy nghĩ của con trẻ mà trả lời rằng tên của Ngài là Xuân. Bởi mỗi dịp Tết, tôi thường thấy người ta gọi Ngài là Chúa Xuân để cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Nhưng tại sao lại gắn mùa xuân với Thiên Chúa nhỉ? Liệu có phải vì mùa xuân luôn mang đến những điều mới? Xuân bắt đầu cho một chu kỳ mới của vũ trụ. Xuân gọi lên những mầm sống mới của cỏ cây sau tiết đông băng giá. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài là đấng luôn tươi mới và không ngừng đem đến những điều mới mẻ. Quả là mùa xuân phù hợp với đặc tính này của Ngài. Một Thiên Chúa không thích những gì cũ kỹ. Vậy nên, tôi nghĩ hành trình đức tin của con người cũng cần có một mùa xuân như vậy, để làm mới lại kinh nghiệm mà chúng ta đang có về Thiên Chúa. Nhưng mùa xuân ấy sẽ là gì? Chắc tùy mỗi người cảm nhận. Cá nhân tôi nghĩ rằng mình cũng đã có một trải nghiệm mới về khuôn mặt của Thiên Chúa trong dịp Giáng sinh vừa rồi. À, Bin, chào bác chưa? Một cách hồ hởi, tôi nhìn đứa cháu đang bẽn lẽn nếp sau cánh cửa ra vào. Giờ này chắc cô chú tôi đang nấu cơm, nên tôi hỏi bé. Ông bà đang dưới bếp phải không? Bác có cái này biếu ông bà nè. Bé Bin nhìn theo chiếc túi màu đen tôi đang xách, tỏ vẻ thích thú, rồi chạy ra ôm lấy và nói, để con mang cho ông bà. Chỉ tiếc là chiếc túi quá nặng so với sức của con trẻ, nên tôi bảo, con không xách được đâu, để bác mang vào. Nhưng bé phụng phịu mếu máo, không, để Bin mang cho ông bà cơ, Bin mang vào cơ. Nhưng Bin có nhấc lên được đâu? Tôi cố gắng giải thích và dỗ bé nhưng bất thành. Chỉ có điều, câu nói sau đó của Bin lại khiến tôi có dịp suy gẫm. Với giọng khẩn khoản nài xin, bé nói, Bác bế Bin vào bếp, để Bin đưa cho ông bà cơ. Thì ra, giải pháp thật đơn giản. Cháu cứ ôm lấy cái túi mà chính cháu không thể nhấc, còn bác lại phải bế cháu lên. Từ hình ảnh ấy, tôi nghĩ Chúa cũng khổ lắm đấy. Những lúc tôi gặp cơn khốn khó, hóa ra Chúa không chỉ bồng ẵm tôi trên vai đâu, mà còn vác luôn cả những khốn khổ tôi đang ôm trên mình nữa. Vậy mà suốt cả năm qua, mỗi lúc thất bại, khó khăn hay đau khổ, là tôi lại gào lên tìm Chúa và cả trách móc nữa chứ. Nói đến đây mới nhớ, bức hình đã từng xuất hiện trên trang Facebook của tôi khá lâu rồi. Bức tranh diễn tả một chàng trai đang rất hạnh phúc và tin tưởng vào sự chở che của Thiên Chúa. Bỗng cốc một cái, một hòn đá từ phía sau lao tới trúng đầu chàng. Vậy là anh ta gào lên, Chúa ở đâu? Nhưng cũng nhờ viên đá ấy mà anh ta mới ngoái lại đằng sau xem thằng nào là thủ phạm. Và đây cũng là đoạn cao trào vì anh đã bật khóc khi thấy Chúa vẫn đang che chắn cho mình trước hàng ngàn những viên đá khác đang lao về phía anh.
Đúng là cuộc đời luôn cần những cục đá như vậy để biết quay đầu nhìn lại mà nhận ra Chúa vẫn ngay ở bên. Đúng là cuộc đời luôn cần những cục đá như vậy để biết quay đầu nhìn lại mà nhận ra Chúa vẫn ngay ở bên. Vậy nên, những thử thách trong một năm qua là cơ hội Chúa giúp tôi lớn lên trong chính những hiểu biết của tôi về Ngài. Để biết Chúa thực sự ở đâu và là ai đối với tôi, đó là cách Chúa làm mới lại kinh nghiệm đức tin của tôi. Đấy là những lúc đau khổ và thất bại, còn những lúc thành công thì sao? Dĩ nhiên, tôi đã hết lòng tạ ơn và khiêm nhường nhận rằng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Ấy vậy mà cháy nhà mới ra mặt chuột. Khi cái thành công của tôi không được chấp nhận, tôi mới biết những gì tôi tạ ơn cũng chỉ bằng môi, bằng miệng. Bởi cảm xúc lúc ấy là buồn bã, thậm chí tức giận, khó chịu vì bị coi thường. À ha, hóa ra tôi vẫn xem những thành công là tự sức tôi đấy chứ, nên mới có những cảm xúc tiêu cực như thế. Vậy là Chúa phải tiếp tục tẩy rửa cho mới lại con mắt đức tin của tôi qua những điều trái ý xảy đến. Nhờ đó, tôi sẽ phải học để biết đặt những thành công dưới chân Chúa mà thưa lên: con là đầy tớ vô dụng, con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Nhờ những kinh nghiệm đức tin này mà khi nhìn lại một năm đã qua, tôi phải thừa nhận rằng chiếc túi cuộc đời tôi chẳng bao giờ là nhẹ nhàng cả. Nếu có thấy nhẹ là bởi Chúa đã ôm trọn lấy tôi và cả chiếc túi ấy. Thế thì tôi có gì để mà tự hào, kiêu ngạo trước những thành công nhỉ? Hãy tạ ơn Chúa thật lòng đi. Và nếu có thấy chiếc túi cuộc đời mình sao mà nặng nề quá, thì cũng đừng lo sợ vất vả. Vì người phải mang lấy cái vất vả ấy lại là Chúa, bởi vì Ngài đã ẵm tôi lên rồi. Xin Chúa Xuân luôn làm mới kinh nghiệm đức tin của tôi, để mùa xuân luôn đến trên hành trình hiểu biết của tôi về một đấng luôn tươi mới. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.